Về mặt bảng sao, chị đầu tư trở thành diễn viên có lượng anti-fan tăng nhiều nhất năm. Theo thống kê, chị đầu tư tăng gần 120.000 anti-fan trong thời gian tình hạng giản lạn lên sóng. Sở hữu nhan sắc ưa nhìn ngặt ngào, cùng tài nguyên ổn áp, chị đầu tư được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt nhất trong nửa tiểu Hoa 90 năm hiện nay. Tuy nhiên, cô nàng cũng là người có đời tư vô cùng ồn ào, thích dùng chiêu trò để tạo nhiệt, nên thu về không ít anti-fan. Mới đây, theo When to Talk Trung Quốc, trong thời gian phát sóng tình hạng giản lạn, lượng anti-fan của Lộ Tư đã tăng lên một lượng đáng kinh ngạc, đạt gần 120.000 người, trở thành diễn viên bị ghét nhất năm 2022 vừa qua. Cũng theo thống kê, con số này gấp 32 lần so với thời điểm Tranh Thiên Hạ lên sóng. Vậy biết là hiệu ứng và bia miệng của tình hạng giản lạn tốt hơn hẳn Thả Thí Thiên Hạ, nhưng lượng anti-fan tăng tới mức báo động như vậy, Tranh không khỏi khiến fan của chị Lộ Tư lo ngại và quan ngại. Bởi ai cũng hiểu, anti-fan đáng sợ tới nhường nào. Ngoài chị Lộ Tư, Điền Hi Vi sau khi tham gia đêm hội thịnh điển GQ, lượng anti-fan đã tăng lên 40.000 người. Với một ngôi sao chỉ vừa có chút danh tiếng như Điền Hi Vi, nhờ khanh khanh nhật thường thì quả thực lợi bất cập hại. Cũng là điều hoa nở 90 năm nhưng không khó để nhận ra, chị Lộ Tư nhỉnh hơn ngôi sao họ Điền về nhiều mặt như tài nguyên phim ảnh, mức độ nổi tiếng. Trong khi Điền Hi Vi chỉ vừa mới có cho mình một bộ hot khanh khanh nhật thường, thì số lượng tác phẩm ăn khách của chị Lộ Tư đã đếm không xuể. Điển hình có thể kể tới như Tinh Hà Sản Lạn, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, cùng một số bộ đại chế tác chưa lên sóng như Vụng Trộm Không Thể Giấu hay Thần Ẩn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.